Sang ấy thì mấy nó chú bắn cho 50 đổ xăng sang tháng. ấy không có đồng nào từ xăng á. Vâng. Ôi vậy thì làm cho mẹ, mẹ không cho đồng nào. Không, không cho đâu. Mẹ không cho ông nào. Ôi cậu rất mẹ, mẹ làm doanh nghiệp mấy cái máy làm cao dây co mà buôn đồng nát bán con viên vậy thì không cho con một đồng nào à? Không, Ừ. cho. Cậu thật sự mà cậu vô minh thật ý. Thế bảo là ta chứng thánh thế này, ta tu xong rồi đây. Ta nhìn thấy ai khổ ai như làm nào ta biết. Cậu biết là tớ là người xuất gia rồi thì làm gì có đồng nào đâu. Theo thầy Thông Lạc thì mà ai dám Chú giữ tiền. bán đến 50.000 để sang thôi, Bán sang đưa mà khách. nói với cậu là trong túi có đồng nào đâu mà tài khoản có đồng nào đâu. Mấy hôm nay một tháng vừa rồi là, 2 tháng vừa rồi là cũng có xin ai đồng nào đâu. Bây giờ trong túi Vâng. trong trong mạng cũng còn không đeo được, để có xem mấy thôi, nghe mạng nhưng mà nghe cái wifi này này, cái wifi này này. Vâng. Nhờ nhà dân chứ làm gì có xu nào trong túi đâu mà không còn đồng nào ấy. Rồi để mai sẽ đi Còn đi dưới sắp một tài nghìn khoản. tài khoản ngân hàng thì không có, mà điện Rồi. tiền trong túi không cầm, mà Rồi. cũng chẳng dám hỏi xin ai. Đây, Vâng. gia đình nương nậu cho chúng nó nên mà tiền nong các thứ nó cũng có dám xin ai đâu, phải chịu là đi đâu là mất sóng đấy. Cứ ví dụ cậu đang điện mà Zalo mất sóng là phải chịu bao nhiêu người rồi, bảo đang sao tự nhiên cứ thuê bao vậy, bảo khổ ra ngoài có đồng nào đâu, phải điện điện thoại thì mới biết được chứ còn wifi với Zalo làm gì có. Vâng. Cậu biết này, 10 giới sa di nhận mà 1 đồng là chết của người ta rồi, không cất giữ tiền bạc. Giới thứ 10, giới thứ 9 này cậu đi với tớ 4 5 năm cậu biết là ăn có ngày bữa đấy, hơn 9 năm nay rồi đây. Vâng. Nhớ phải lần sau lại tưởng rồi. Không tưởng cái chẳng có đồng nào thì cứ bảo Không ông tí nào mà. thôi chứ không sai thôi, vấn đề gì về biết hiểu nhau là thầy trò hiểu nhau là được rồi, chứ để còn bảo là về tớ làm sao tớ dám đi xin tiền của người khác bắn cho cậu, họ bảo ông này điên à. Nó là cư Vâng. trú, nó chẳng nhẽ nó không có đồng nào nó sang thăm thầy mà này, đổ xăng mà lấy 50.000 thầy đi để xin vậy, nó khó đấy cậu à. Nếu giao hóa cho chúng sinh không khéo là người ta cười. Và không mà cũng không có đồng nào thì cũng phải Biết rồi, tao biết cậu này làm gì có xu nào bóc đít đâu. Thôi tiền. sau 7 năm nay đi với tớ, tớ biết cậu làm gì có tiền, mẹ thì không tin Vâng. tưởng, làm cho có khi không cho đồng nào. Đến đi Vâng. viện là bà ấy còn mày xem mãi, bà ấy còn tính từng đồng một đi. Vâng. Ừ, đấy tôi biết cái bà ấy rồi, bà ấy cũng khổ ấy, bà ấy xây hàng trăm triệu cái tiền ấy đó, cái đền mẫu của bà ấy, nhưng mà có ra thì hôm sang ta biết rồi, tính bà ấy cũng không hiểu con cái bây giờ nó mình đẻ nó ra rồi thì cũng phải cho nó 1 đồng, nó xin gì không cho. Mà hôm trước đi để bảo cho thầy đấy, cho nó đi tu đi, mà đi tu thì cậu đã tu được đâu, cậu đi vào cậu bị ức chế rồi cậu về rồi cậu chán chán tu, đừng có tu bây giờ, đừng có tu, cứ sống 5 giới đạo đức 5 người thôi, đừng có tu, tu là chết đấy. Còn đi thăm Ông kia có được thăm mà không có thì thôi, chứ này, có quyển sách bậc tăng minh mày đi sang đưa cho sư này, này bảo là sư sư bắn cho con 50.000, cậu cứ tưởng là bọn sư này như sư đại thừa, cậu thật đúng rồi. không có nhìn nào đó để dạy mai cho Biết điện rồi anh là trai cậu cho không học có cái gì. nghìn nào, nhưng mà sư làm gì có đồng nào, sư Vâng. đệ tử thầy Thông Đạt không có đồng nào, Vâng. ăn một bữa người ta cũng là khó rồi, xin người ta mới khó. Còn bây giờ là đến điện thoại trong này là hơn 1 tháng nay là có dám họ không có cho tiền nữa thì cũng không dám luôn hỏi luôn, họ Vâng. cho thì mình từ chối vì nó còn tiền trong tài khoản điện thoại mà dư tiền cũng chết định, cũng là quỹ định vẫn là cất giữ tiền bạc đấy cậu, nên thực Vâng. khiết. Ừ, đấy phải như vậy, phải nhớ như vậy. Chứ còn bảo là mấy người mấy ông thầy bảo sao thầy dạy thế, nó cho bán cứ bán vào đây tài khoản, không có tài khoản ngân hàng được chứ còn cái tài khoản của điện thoại thì hàng triệu vài triệu vẫn được mà. Mà không được, 1 đồng thường đã phải sám hối rồi đấy, cậu phải nhớ Vâng, cái nói giới chung cậu là đấy. dùng cái trả hết nó cũng phí thật. Đấy nhưng mà không phải bắn vào đấy là nó giữ đây hết tháng nọ nó lại gia hạn tháng kia, 1 tháng này có 50.000 mà nó cho 5 GB nghe một ngày bọn Viettel đây. Cái hoàn cảnh Vâng. từ hai hơn năm nay nó như vậy, nhưng mà hàng tháng có chú cứ cắn 50.000, cái đợt sau này có người ta bắn cho 200.000 dãy nảy lên thì bảo thôi chú ơi người ta bắn đây rồi chú đừng bắn nữa rồi, rồi là nó công việc rồi họ cũng quên nên là mình thôi à, duyên nó đến thấy thôi, nhớ như vậy Vâng. nhá. Chứ bây giờ này bảo sư bắn cho con cứ làm như sư đại thừa.
Nếu Thì như vậy mà cậu đi mà người ta bây giờ người cái ta hoàn không cảnh này cũng như này là cũng không giữ tiền bạc thì cũng có đồng nào ô đâu. cậu, người ta bảo cậu mà đi tu giải thoát thì cực kỳ luôn, tiền cậu có giữ đồng nào đâu, mà cậu ăn khiêm hạ chứ cậu có như người ta đâu, nhớ chưa. Thế thế Hôm nào mà rồi sẽ mượn tiền anh trai hoặc mượn bạn thì nói chứ bây giờ làm sao, người bảo cho con dăm chục tiền xăng, nhưng mà cứ làm như sư ở Đại Thừa, sư ở các chùa miền Bắc Đúng ấy, Nam đều vậy cả, nhưng mà bên này là không được giữ đồng nào. Cậu hiểu rồi. rồi, 3 tháng tu ở chỗ tu viện Chân Như cậu quá hiểu rồi mà còn quên sao ấy. Tám tháng trên núi này, là mười mấy Cái tháng này núi Tây Thiên Ăn này có đồng nào đâu mà bắn tiền là chết cũng không dám nợ, đến tiền điện thoại tám người ta tháng bắn thêm còn đang khóc đang tám tháng trên núi thầy Bảo Nguyên như này con lẩm. Rồi 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 đấy, cậu biết rồi đấy, cậu đã biết, nằm trong hoàn cảnh cậu biết rồi, năm sáu tháng trong tu viện Chân Như về gầy rộng kỹ còn được nó dối mà giữ tiền bạc nó còn rắn độc, cầm đồng tiền à. thừa là chết, rắn nó cứ ở trong điện thoại mình là nó bắt ngày nó đánh mình chết. Đây mới na đấy hơn 1 tháng, gần 2 tháng nay là nó không có đồng nào trong gia hạn thôi, nghe được nghe mà đi đâu thì có cái wifi xin tí mà không có thôi đó. Đến trưa thì ăn chỗ nào có wifi xin, chứ 3G 4G nó đang chờ mình đấy, nó nhắc liên tục là thôi tôi không có, sau này được duyên thì không có không nghe nữa thì thôi nghe pháp đấy vậy nhá. Nhá mô Phật. Biết Hôm tới nào sẽ tìm cách cái Phang nhưng mà rồi 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 Phang thì lấy xin bữa cơm chú được không? rồi rồi cơm thì sang đây để xin cho người khác chứ đâu phải chú làm gì có cơm, nhưng mà đồng người này nó có cần, người ta đang muốn có đệ tử ở bên cạnh để mà chăm cơm cho sướng. Nhá, rồi rồi Vâng. rồi.